Ok. Tình cờ mấy cô gặp anh Hoàng Áo Rách ở ở đây. Anh có đeo anh Hoàng Áo Rách anh anh uống cà phê chưa? Dạ là... chuẩn bị uống, lấy chuẩn bị uống đó. Chuẩn bị uống à. Ok, bây giờ vậy nhiều mấy bữa trước mấy cô muốn gặp anh Áo Rách hỏi thăm anh những cái trải nghiệm của anh đi phượt đó. Thì anh đi, mình theo dõi anh trên cái channel của anh. Anh đi rất nhiều chỗ và cái mà anh cảm thấy mà những người đi chơi xa, đi xuyên bang như anh đi đó cần phải chuẩn bị những gì, anh có thể chia sẻ thêm. Tại vì Michael cũng thích đi phượt giống như anh lắm. Dạ, anh cũng may là anh nhắc đến là tại có một người cũng từ Canada cũng hỏi là tôi mới mua SavingFast, tôi không biết cách sạc hoặc là sàn sao, anh có thể làm chỉ tôi không? Thì em cũng nói ok, để sẽ làm video sau nói luôn. Mà sẵn anh hỏi thì để em nói luôn sao? Có người sẵn hỏi. Dạ. Thì nếu mà muốn đi xa đó thì đương nhiên cần thiết là đương nhiên phải có nước, bánh trái đầy đủ trong xe rồi đúng không? Chuyện đó chuyện thường. Bánh trái, nước và tiền bạc. Nhưng cái vấn đề cần á là có cái app gọi là Plug Share. App đó không những là mình có cái Electrify America Charging Station không, mình có tất cả các station khác như là ChargePoint này, EVgo, tất cả những cái station của nước Mỹ là gồm như hết trong một cái app đó. Thì anh đang lốt 10 cái app khác nhau thì bỏ mất thời gian đi, anh lấy một cái app Plug Share thôi là anh biết chỗ nào có chỗ sạc. Plug là cắm vô, Plug là cắm, Share, Plug Share. P-L-U-G-S-H-A-R-E. Plug Share. Plug Share. Thì mình download cái app đó là có hết tất cả. Có hết tất cả, nó hiện lên hết tất cả các chỗ sạc trên trong nước Mỹ. Lý do nó tiện không anh? Nó tiện nhất tại vì... cho mình biết cái nào gần nhất. Dạ đúng, thậm chí những người mà xài xe điện như mình á thì họ sẽ có cái gọi là bình luận ở dưới để ôm cái trạm này là bị hư, trạm này đang sửa, sao mình mở mình biết trạm nào đang sửa đã bị hư luôn. Người ta bình luận hết, tất cả những người chạy xe điện đó họ vô đó bình luận cho mình coi, thì mình nhờ đó mình biết được cái trạm nào là hư, trạm nào là không nên sạc, trạm nào mình nên skip để qua cái trạm khác. Cái app đó rất là hay, thì những người chạy xe điện ở nước Mỹ cần phải có app đó. Ngoài ra coi như là cái app đó là mình chỉ cần một cái bank card nó liên vô thông cái app đó thôi. App đó mình không, theo em biết em chưa có thử là không có pay từ cái app đó, mình phải pay qua cái khác. Ví dụ mình đi vô Electrify phải pay qua Electrify America, hay là vô EVgo phải pay qua EVgo, thì nó hơi mất tiền chỗ đó. Nhưng mà cái app đó là ít nhất được một chỗ mình gom hết tất cả chỗ sạc để mình biết nằm ở đâu rồi mình tới mình pay sao. Chuyện pay là tính sao, mà chuyện đến được chỗ đó là cái chuyện quan trọng nhất. Anh không biết được làm sao mà anh pay được. Đúng rồi. Cho nên phải có cái app đó là chuyện đầu tiên anh phải có. Ta nói mọi người là từ nước Mỹ, nước Canada thì cũng vậy, phải download cái app đó để xài. Plug Share, nhất định phải có. Ok, coi như là các bạn nên, anh Hoàng, anh suggest là các bạn nên download cái app Plug Share. Plug Share. Để mà dùng cho tất cả những xe điện nói chung. Tất cả xe điện cả nước Mỹ. Nói riêng. Dạ. Đúng, chính xác, dạ. Ok. Cái nữa đó anh là mỗi cái app như vậy đó có nó nói chung là mỗi hãng đó họ tính cái giá khác nhau đúng dạ, không? Đúng. Đúng không? Thì đó nếu mà anh vô cái app riêng của Electrify America là cũng là hãng rất là lớn thì họ sẽ nói là mỗi xu lọc mỗi giờ sẽ tính bao nhiêu, mỗi ký sẽ tính bao nhiêu xu. Và tùy theo khu có khi tính theo phút nữa. Có thể theo lực lệ nha, có chỗ tính theo phút, chỗ tính theo ký luôn quá anh sạc. Có chỗ tính theo phút, lực lệ bắt tính theo phút, không cho bắn tính theo ký. Dạ. Cho nên là anh phải coi cái app nó nói là tính theo cái gì, anh so cái nếu anh muốn thì anh so cái nào rẻ hơn là mắc hơn, nhưng mà thật ra 3-4 xu thì mình cũng không nên mà so đo với họ, mình chỉ sạc lại để mình đi thôi, đó quan trọng nhất đúng không? Khi anh đang mệt, anh cần đi lẹ, anh cần về nhà, anh không thể nào mà so đo cái này sạc 3 xu mắc hơn hay là 4 xu rẻ hơn thì đúng rồi, theo đúng em rồi. Cái quan đương nhiên quan cái convenience, cái tốn tiền cho mình, cái thời gian mình đang đi đúng không? Đúng, đúng. Nếu mà khi gần tới nhà rồi bạn có thời gian thì đương nhiên anh chọn cái nào rẻ nhất anh sạc thì nếu anh muốn thôi. Đó là cái khuyên khi mà xài xe điện để đi phượt. Nếu đừng có app đó, anh không có app đó anh đừng nên đi phượt. Cái kỳ vừa rồi anh đi á, mày cũng muốn hỏi anh đã download cái app đó chưa? Lúc đó trước khi đi đã download rồi, tại vì em chạy xe điện 6-7 năm nay rồi nên khi mà chạy đó cũng có đọc những người khác. Mặc dù em chạy Tesla em không có sạc những cái app mà em đang xài hiện giờ, em xài của Tesla riêng thôi. Đúng rồi. Nhưng em cũng nghiên cứu những cái khổ của những người chạy xe điện khác như là chạy xe điện của Volt hay là xe GM Volt hay là chạy xe của Mustang này nọ, họ cũng sạc rất là cực, họ phải sạc CCS 1 đó là cái cổng mà bự mình đang sạc cho Fast. Thì em cũng đọc để hiểu nỗi đau của họ, mặc dù em không có bây giờ bị tại vì em chỉ sạc Tesla thôi.
sau này khi em chạy VinFast em mới hiểu được nỗi đau của họ, thì em có download cái app đó để em xài. Quá hay, quá hay. Anh Hoàng vừa chia sẻ một cái kinh nghiệm, trải nghiệm của anh cho các bạn đi phượt ở Mỹ. Ở Việt Nam thì không biết là dùng cái app nào, nhưng mà ở Mỹ là dùng cái app đúng. Luxshare. Mọi người nên nhớ là mình nói không phải là Việt Nam họ xài khác rồi. Đừng Việt Nam có là có gọi là cái app khác. Gọi là Animal riêng là một cái lĩnh vực khác, là đừng có nói. Nói chỉ Mỹ, Bắc Mỹ thôi, tức là Cali, lầu 7. Không sao, để chắc ngại gọi. Canada với lại Mỹ thôi, chứ không nói về nước khác. Dạ. Ok. Dạ. Nhất là các bạn ở Việt Nam hay là các bạn ở Mỹ đi chơi phượt bên ở Mỹ nè, các nên download cái Luxshare app để các yes. bạn lúc mà qua Cali các bạn chạy, các bạn không có worry về cái vấn đề dạ. sạc. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi đây em còn nói thêm nữa, tại sẵn là làm video nó luôn có người dạ. hỏi em đó, là khi anh vô xe đó, anh đừng có khi mà bấm nút mở cửa đó thì vô ngồi coi kiến coi này nọ trước để cho máy nó hoạt động, đúng không? Máy nó warm up thì gọi là máy nó nhiệt, khởi nhiệt á. Đúng rồi. Giống như mình khi tập thể dục mình không nhiệt thân. Mình đi vô tập thể dục liền không có nên. Thì xe đó anh mở cửa vô ngồi 5-10 giây xong đợi, xong khi đạp cái pedal mà brake á cho nó khởi động máy lên, cũng đợi thêm 5-10 giây tiếp nữa, như mở máy lạnh hay là chỉnh kiến gì đi cho nó khởi động xe tiếp rồi mới chạy, chứ đừng có vô bụp chạy liền. Thì xe em bị đó, cái bản thân riêng em thôi nha, khi em chạy mà quá lẹ đó, nó dễ bị lỗi tùm lum hết đó. Nó sốc. Nó sốc, nó bị lỗi. Cái phần mềm nó chưa ready. Dạ, theo em đoán như vậy thôi, nhưng mà dù sao an toàn vẫn hơn hết, thì nên đợi đi. Đợi cho nó khởi động đi rồi mình chạy không có mất mát gì hết. À, sau khi khởi động thì hiện lên cái chữ ready đúng không? Dạ, ready đi dạ. Nó ready rồi, thì mình từ nó mới chạy dạ, đừng có vô là chạy liền. À, dạ. Coi như các bạn nào mà in a hurry đó là không nên. Không nên, ráng đợi 5-10 giây đi. Dạ, ok. Cái này mình nói chung là xe điện hay là chỉ có xe VinFast thôi anh? Hiện giờ em biết là chỉ VinFast thôi. À. Mà xe khác cũng vẫn bị nữa, như Tesla vô nó bắt là bạn phải đợi 30 giây mới chạy được, nó bắt nhiều khi nó bắt như vậy nữa, thì em phải ngồi đạp cái thắng 30 giây mới được chạy. Và đó là Tesla bắt buộc mình, nhưng mà VinFast chưa hề bắt buộc. Em nói mình nên tự bắt buộc mình ngồi đợi xe khởi động đi thì tốt hơn, sẽ bớt bị cái lỗi, bớt bị, chứ không em không chắc chắn là 100% sẽ hết, mà bớt bị 99% em không bị lỗi nữa khi em làm như vậy. 3 tháng nay em chạy, chứ mấy tháng trước khi em mua mới lease về nó bị lỗi. À, mình cứ tưởng giống như xe xăng lên là dạ, chạy liền. Dạ. Rồi đó là cái phần về khởi động máy, còn phần về sạc bình nha. Đừng nên sạc 100%, có nhiều anh tại muốn tiết kiệm thời gian sao chạy 100%, nhưng đó là không nên. 2-3 lý do không nên. Thứ nhất là cái pin nó sẽ mau chết, mau chai đó. Mặc dù anh mua anh lease anh được bảo hành 10 năm nhưng cũng không nên làm như vậy, tại cái 10% cuối anh sạc nó mất thời gian rất là nhiều để sạc, tại cái bình nó quá đầy rồi, nó cái năng lượng vô rất là ít, anh đợi rất là lâu mất thời gian anh, nên đừng có sạc 90% hơn 90%, sạc 90 là ngưng và chạy. Em một lần sạc 100% máy nó bị lỗi, nó bị lỗi liền, nó pin bị lỗi, em nói rồi lần sau tôi không sạc 100% nữa. Nên mình khuyên là đừng bao giờ nên sạc 100%. Lý do thứ nhất là chết pin mau chết lẹ lắm, mau chai đó, còn là chai pin tiếng Việt á. Thứ hai là nó rất là lâu để sạc đến cái đó. Và thì ngược lại, đừng bao giờ để cái pin thấp dưới 20% cũng chết pin mau nữa. Cho nên tuyệt đối chỉ giữ từ 20-90 thôi, không bao giờ đi quá. Lâu lâu qua một chút không sao đúng không, tức là anh kẹt lắm anh qua 90% cũng được, hay là anh kẹt qua anh dưới 10% cũng không sao. Nhưng nếu anh có thể, đừng bao giờ để nó qua cái mức như vậy. Rồi, đó cái thứ hai gì biết. Anh Michael được biết anh đã trải nghiệm thử cái Supercharge Station của Tesla cho xe VinFast. Anh có thể chia sẻ, Michael biết là anh đã chia sẻ trước đây mà anh có thể dạ. chia sẻ trên phố Việt Media được không? Ok, theo như em được biết lúc mà em sạc ở Tesla đó, thì là những bạn ở Việt Nam và bạn ở Mỹ bình luận đây là người đầu tiên họ thấy em sạc. Tại đương nhiên Việt Nam đâu có được sạc đâu, đâu có trạm Tesla đâu mà sạc. Đúng quá hay. Thì lúc đó em sạc là Tesla mới mở ra thôi, đang thí nghiệm mở ra cho mọi người nước Mỹ sạc thôi. Thì em sạc cũng nhanh như cha, như là chiếc siêu sạc của hãng khác Electrify America EVgo cũng là 100-mấy ký một giờ. Tùy theo nếu pin cao thì nó sẽ chậm lại, mà nó mắc hơn nha. Nên nếu không có cần thiết thì đừng sạc ở Tesla, nó gần 50 xu một ký lận, trong khi Electrify America có 40 xu à, 40-mấy xu. Cho nên nếu không cần thiết thì đừng sạc ở đó. Đúng rồi. Kẹt lắm mới vô nha. Nhưng mà kẹt lắm đi vào. Mà hiện giờ nó chỉ mở 2-3 chỗ nước ở Cali thôi. Sau này đó em đoán nha, cái này em đoán riêng em chứ em không phải là biết trước điều gì nha. VinFast sẽ sạc được chỗ Tesla, tất cả trạm Tesla luôn. Tại vì hãng Ford nè, hãng GM nè, hãng Honda nè, Mercedes nè, tất cả đã qua sạc cái Tesla rồi. Chỉ còn em VinFast em cuối cùng chưa qua. Một chuyện em cuối cùng. Nên em đoán chắc chắn nếu em bắt em cá độ với anh bây giờ một tô phở hay là một cái ly cà phê Trung Nguyên em sẽ cá liền. VinFast sẽ cố hết sức để qua sạc được với Tesla.
đúng em nói một điều đó luôn, để em cá độ ai muốn cá luôn. Dạ, đúng rồi. Cá một cái tô phở đi vui vui thôi không? Dạ, không phải là cá nhà cửa đó vậy quá. Tô phở thôi. Em chắc chắn em thắng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, mình biết anh đã trải nghiệm, anh là làm bài tập rồi, chắc chắn là những không. Gì anh Hoàng nói ở đây là các bạn tin đi. Là anh Hoàng đã, tại vì Fat Paco là một big fan của anh Hoàng mà coi follow tại những cái technical sharing của anh, những cái vấn đề kỹ thuật của anh đã chia sẻ đó là rất là đúng. Là bắt đầu mày cầu cộng tác với cầu sợi nó nhưng anh cầu biết, cho nên anh Hoàng chia sẻ những gì ở đây nhiều cái mà mình phải có thời gian, mình phải có thời gian, mình phải có cái sự biết hiểu biết rồi mình mới thử được, đúng không? Kinh nghiệm, trải nghiệm, kinh nghiệm từ trải nghiệm. Lúc anh thử như vậy đó, Seven Fast họ nói là người những lúc là mình mang Seven Fast mang cái chỗ non Tesla mình sạc đó, nhiều lúc họ chưa có recommend mình, nhưng mà anh đã làm được, tại anh đã làm bài tập, anh đã review rồi, kỹ thuật anh đã xem hết chân rồi, cho anh mới biết anh mới làm và đã thành công. Họ cái đó là Michael cảm thấy rất là hay. Đó. Rồi một cái Michael muốn hỏi anh nữa đó là anh lúc mà đi phượt như vậy đó, anh chưa đi. Anh đi đây đúng luôn. Dạ, đợi xíu anh lấy cái. Dạ. Anh đi phượt như vậy đó, ngoài cái hồi nãy cái chat app, anh còn điều gì anh có thể chia sẻ thêm cho những người ở xa muốn lấy xe VinFast đi chơi Texas và muốn lấy xe VinFast đi qua những tiểu bang xa? Dạ. Khi đi xa bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để sạc, đó là điều hiển nhiên. Tất cả xe điện đều như vậy, không riêng gì VinFast, là không riêng gì Ford hay là Tesla. Chứ phải bỏ thời gian, thì bạn sẽ chạy xe xăng, bạn chạy 10 tiếng nó tới điểm đích đó, thì xe điện bạn phải bỏ thêm 25% nữa, tức là 10 tiếng cộng thêm 3 tiếng nữa để sạc, trung bình là thêm 3 tiếng, thêm 30% của cái thời gian, tổng thời gian đó. Thì mình phải plan trước là mình sẽ có bao nhiêu thời gian để đi. Tại xe xăng anh không cần phải sạc, anh đổ xăng rồi đi thôi. Đúng rồi. Xe điện mất rất nhiều thời gian sạc, có khi cái máy nó sạc nó bị hư, anh vô anh sạc, anh phải đợi người ta nữa, cái đó là có chứ mà không có. Cho nên phải nhớ chuyện đó, là đừng có khi gấp rút mà muốn đi phượt thì đừng nên đi xe điện. Khi mà có thời gian muốn đi phượt, muốn trải nghiệm thì nên thì đi xe điện thì được. Anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh đã đi những cái đoạn đường đó, vấn đề về vấn đề xe điện. À. Dạ. Cần những người cần phải lưu ý, những người đi chơi xa như vậy cần phải lưu ý. Nếu mà đi chơi xa mà đi những công viên như em thì sẽ ít có chỗ siêu sạc lắm. Nhiều khi phải sạc chậm, tức là 10 13 4 15 mai một giờ thôi, tức là anh phải chạc hầu như nguyên đêm mới được đầy bình. Thì anh phải plan trước điều đó nữa nếu đi công viên quốc gia. Còn nếu mà đi chơi bình thường không thì không sao, sẽ có rất nhiều siêu sạc. Có là phải suy nghĩ trước, nếu đi công viên quốc gia là phải bỏ rất nhiều thời gian nữa để sạc, nhiều khi sạc rất là chậm, không có cái chạm siêu sạc để cho anh sạc. Đó là cái điều nên lưu ý khi đi công viên quốc gia hay đi vùng sâu vùng xa mà chơi như em. Còn đi bình thường như anh đi qua Cali, lộn Canada hay là đi qua bên New York hay là Cali vẫn không sao. Từng khu họ tính hết rồi, ở chừng 50-70 mile có một trạm sạc trung bình, có khi 100 mile nữa, nhưng mà họ tính hết rồi cho anh. Anh không có lo chuyện đó. Anh kỳ anh đi qua Mexico đó. Anh qua đó anh có sạc thử không hay là anh chưa dám sạc thử, tại vì chỉ dám sạc thử ở bên bên Mỹ thôi, rồi qua Mexico thôi chứ chưa có sạc thử bên Mexico. Tại bên mà, đó họ dùng điện 220 đúng không? Họ cũng không sao, nó chỉ vẫn có dùng gọi là cái đầu mà 1J. Đầu mình, dạ, rồi, mình đầu nhỏ nhỏ đi, dạ. Nó vẫn y chang cái đầu thôi. Vẫn y chang, nó không sao đó, vẫn dùng một cái standard cho nước Mỹ nên không sao. Mà em chưa dám sạc. Anh chưa dám sạc thôi, mà sạc được. Cảm ơn Hoàng nhiều nha, đã chia sẻ những cái trải nghiệm quý báu của anh về đi phượt.